Ok, chào anh em nhé. Hôm nay em lên con đẩy bãi THX-AV550 nhé. Con đẩy mặt này giống với mặt của đẩy Crown nhé. Con này chạy máy Class H, nguồn rất là to, nguồn khoảng 20 phân. Chạy máy Class H cho LGV kép, chạy tụ rất là lớn, tụ 95V 15.000mi nhá. Con này công suất của nó ra khoảng 700W trên một kênh. Mặt mũi còn rất là đẹp, bên trong mạch mẽo cũng rất là đẹp luôn anh em nhá. Con này mạch còn sáng bóng như mới luôn. Chạy sò LGV kép và cho chất âm rất là khỏe và sáng anh em nhá. Con này chơi gia đình thì rất là yên tâm. Với công suất lớn, có mạch lưng tiếng ở phía sau này. Đấy, có vỉ lưng tiếng ở phía sau anh em nhé. Quạt chạy rất là êm, chạy 8 tụ lọc nguồn 15.000, 95V. Kèm với đấy là một cục biến áp đồng 100%, to khoảng 20 phân nhá. Mặt giống hệt Crown luôn, nhưng mà rất là đẹp, màu đen. Em nên thử chất âm để test cho anh em nghe nhá. Đấy, volume vặn rất là êm luôn nhá. Em sẽ test từng kênh cho anh em nghe để thử luôn từng kênh một. Em lên cả hai kênh này chứ này. Em đang kéo đôi Alpha 3X Full 30 nhá. Nó đang quay rất là gần nên là tiếng to nó sẽ bị vỡ anh em nhá. Cực khỏe luôn. Bao đánh hai đôi full 30 thoải mái luôn anh em nhá. Con này công suất 700W trên một kênh. Chạy nguồn biến áp rất là to. Biến áp rất là to, chạy 8 trụ. 15.000mi, 95V luôn anh em nhá. 95V, 15.000mi. Con này em bán cho anh em với giá là 3 triệu 300 nghìn đồng nhá. 3 triệu 300 nghìn đồng. Anh em nào lấy thì liên hệ ngay với số mã số là AV550 nhá. Công suất 700W trên một kênh. Công suất thực luôn anh em nhá. Đấy, công suất thực 700W trên một kênh. Anh em bao chơi cho anh em hai đôi full 30 côn 76 từ 19. Hai đôi full luôn. Đấy. Rất là chất luôn. Em lên thử một bài nhạc mát nhiều ạ. Tiếng rất là khỏe và sáng. Còn rất là đẹp, đẹp lên đến 95% luôn anh em nhé. Chơi gia đình quá là yên tâm. Chỉ có 3 triệu 300 nghìn đồng thôi anh em nhé.